không mà có điều kiện cho nó học đây nó nhiều đấy chứ chuyện chơi rồi. Bỏ mờ làm không rổ đi, con lấy cái trái đó con bỏ vô trong cái rổ. Ngồi xích luôn rồi. Bé ngồi đi, bé ngồi nội đưa cho. Còn trái bao nhiêu à? Còn trái nữa đó. Rồi bỏ vô, bỏ coi vô không? Không vô vậy phải bỏ cho vô mới thắng, còn ăn vô là thua đó. Không vô là thua đó. Vô mới thắng. À vô mới thắng, còn không vô là thua. Vô không? Không vô luôn. Vô mới thắng. Bỏ vô thì nè, vô nè, thấp thấp đi. Thấp đi cho vô đi. Vô, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Vô, vô coi. Không vô. Bỏ vô mới thắng. Không vô, bỏ vô mới rõ. Vô. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Đấy ngồi, ông ngồi, để đưa đi. Ngồi đúng đưa đó đi. Trẻ này cũng hay ha. Đâu à ta? Đâu Hoàng Vin đâu à ta? Ồ. Ồ. Thôi mình đi về đi, đi uống cà phê đi. Sao vậy? Giờ không về hả? Ờ chú bảo về biểu về làm sao? Thank you.
khỏi em ơi. Mê quá à, không chịu về à. Đúng rồi, đây vợ trẻ 2 triệu có khác. Con của nhỏ bán gà ăn gỡn thằng lớn 2 triệu, đứa nhỏ 1 triệu mấy, hai đứa một tháng 3 triệu mấy. Nhà ở nhà cao cấp là cũng giống bên thôi, nhưng mà điều chế độ ăn nó cao cấp hơn. 2 triệu. Cúc hà. Cậu bé làm gì vậy? Sao? Con biết chỗ này là chỗ gì không? Con leo lên nổi không? Leo lên nổi không? Đây nè, đây nè. Đây nè, cậu bé này nè. Đây nè, leo lên nổi không? Leo lên con leo lên nổi không? Leo lên đâu? Leo lên nổi không? Để coi. Hay rồi, nổi. Nó gần 3 tuổi rồi mà. Nổi. Rồi. Rồi, nó leo nổi luôn nổi rồi con. Leo cảnh con ngồi nha, ngồi nổi chụp hình con nè. Rồi. Ừ, dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương. Hà nổi với con, hai người. Ừ, nổi với con. Nhìn ngẩng đầu lên cao cả cười. Cái ngoan thiệt là bé, bé xuống đây nè. Thích không ngồi đây, thích không? Thích không? Ngon quá ta. Rồi, quay cả xuống nè. Rồi, để cái chân, rồi quay xuống. Rồi mình xuống từ từ nữa. Rồi, xuống từ từ. Lớn rồi. Cái lớn rồi. Rồi, bắt đầu dịnh đây. Rồi. Cái lớn rồi. Mốt con sinh nhật 3 tuổi rồi. Đây là cái lớp 4-5 tuổi nè. Sắp ra mẫu giáo vậy nè, sắp ra mẫu giáo mới chơi với cái trò này nè. Cái màu vàng nữa. Cái màu vàng. Đâu mà, màu này màu vàng hả? Đâu, màu này màu gì? Màu này. Màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển, màu xanh này. Màu xanh dương. Phải. Màu gì? Màu xanh này không phải nổi, màu xanh dương đậm bên kia. Màu xanh dương đó. Bước lên thấy ngồi trong dương liền. Rồi nó bỏ dép đi cho con leo không đi chút con xuống lấy dép. Leo không đi, leo không đi cho khỏe, leo không đi. À đeo đau chân nè. Lấy dép nữa. Ngày mai đem dép này trả bạn nha. Ba này hư quá. Ba này hư quá. Nghĩ cho ba nè. Ôi, ôi. Nó cao quá nỗi sợ quá. Con sợ không nỗi sợ quá. Trời nhìn nó nổi rồi. Nhìn nổi. Cao lắm đó nha. Cao ơi là cao quá. Cao ơi là cao. Ồ. Cây ba chồng sống lâu thiệt là lâu. Đâu? Kẻ. Hả? Mò cánh cục luôn biết ta đựng cái gì đó không? Đựng gì? Dạ. Ừ. Giỏi lắm. Bé biết cái đó là gì không? Bé biết đi vô cái lỗ nó chui ra đây không? Nãy giờ bé đi chưa đi cái nhà đó rồi ẩm xuống. Ẩm xuống cho bé qua cái nhà đó. Rồi bé qua nhà đó đi. Qua 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 đường này, qua đường này. Đi trong sống này. Rồi chui xuống sống đó. Rồi không nổi. Xong bé chui ra không đó luôn. Đi đi. Không dám luôn đi. Dám đi, có gì đâu không dám. Đâu rồi, đâu rồi. Thằng Vinh đâu rồi à... À... Thích không? Ông nội lại đây đẹp lắm ông nội à... Gì đâu không dám. Thích rồi không? Nếu mới nó không dám bây giờ cứ làm nữa kìa. Không dám đâu. Ngày em bây giờ chưa lên nữa. Không dám đâu, không dám thấy thằng Vin đâu.
liền à. Thích không? Làm vậy nữa. Làm vậy nè. Gì ta? Gì đâu? Gì con? Mặc áo màu vàng nha. Nè, nãy cho con mặc áo màu vàng đẹp lắm, bữa mẹ đi mua đó.